những chặng bay đêm nào miễn phí từ 20 đến 100% giá phòng đêm đầu tiên. Bà Võ Ngọc Điệp, trưởng phòng quản lý cơ sở lưu trú, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết một số thông tin về chương trình khách bay đêm đến thành phố Hồ Chí Minh được miễn phí hoặc giảm giá phòng. Theo đó, chương trình hợp tác phát động khách du lịch bay đêm từ thành phố Hồ Chí Minh được phát động thực hiện trong tháng 7 và tháng 8, áp dụng đối với 6 chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc, Huế và ngược lại. Theo bà Điệp, tính đến ngày 8 tháng 7, đã có 16 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia với mức giảm giá từ 20% đến 100% giá phòng cho đêm đầu tiên theo giá niêm yết, từ đêm thứ hai áp dụng theo giá niêm yết hoặc giảm 60%. Để sử dụng dịch vụ trên, khách hàng phải sử dụng chuyến bay đêm của Vietnam Airlines theo khung giờ trước 6 giờ sáng và sau 21 giờ tối. Danh sách các cơ sở lưu trú tham gia sẽ được đăng trên website của Sở Du lịch Vietnam Airlines. Căn cứ theo nhu cầu, du khách sẽ liên hệ và đặt phòng trực tiếp tại các cơ sở lưu trú. Mỗi cơ sở sẽ có chính sách ưu đãi và điều kiện áp dụng khác nhau. Điều kiện bắt buộc là du khách phải lưu trú tại khách sạn từ 2 đêm trở lên. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, việc kết nối giữa Vietnam Airlines với các cơ sở lưu trú du lịch xây dựng các combo kết hợp giữa hàng không và lưu trú sẽ góp phần hình thành các gói sản phẩm kích cầu du lịch đa dạng, phong phú, tăng thêm giá trị trải nghiệm cho du khách khi đến tham quan lưu trú tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hồi sinh loạt dự án giao thông treo hàng thập kỷ. Nhiều năm qua, rất nhiều dự án lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh ì ạch kéo dài chỉ vì vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng. Điển hình như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng, kênh Tham Lương, bến cát, rạch Nước Lên, các nút giao thông như An Phú, Mỹ Thủy, Hầm Chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Trong năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa 15 công trình giao thông trọng điểm về đích. Tuy nhiên đến nay, một số dự án vẫn vướng mặt bằng. Tuyến quốc lộ 50 có 4,3 km đường làm mới song hành với tuyến cũ. Nhà thầu đã tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện cơ bản tuyến chính. Tuy nhiên, tại điểm đầu dự án, giao với đường Nguyễn Văn Linh vẫn còn vướng vài hộ dân chưa giải tỏa. Huyện Bình Chánh đã vào cuộc quyết liệt nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vì vậy, kế hoạch đưa đoạn tuyến này vào khai thác cuối năm nay vẫn bỏ ngỏ. Hai dự án đường nối Trần Quốc Hoàn để vào nhà ga T3 đến nay đã gần hoàn thành phần hầm, vị trí giao giữa đường Phan Thúc Huyện, Trần Quốc Hoàn. Tuy nhiên, khu vực phía trong vẫn còn vướng nhiều mặt bằng. Ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về công tác đền bù giải phóng mặt bằng hai đoạn của tuyến vành đai 2. Dự kiến hai đoạn tuyến này sẽ khởi công đầu năm 2025. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đang được chạy nước rút. Trong đó, dự án thành phần 1 đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng với chiều dài hơn 2,4 km, diện tích thu hồi là 13,49 ha, tổng số có 255 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án thành phần 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài hơn 3,5 km, diện tích thu hồi là 47 ha và có 889 hộ, tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết, thành phố dự kiến bố trí 8.000 tỷ đồng cho dự án nên người dân sẽ sớm nhận được tiền bồi thường để ổn định cuộc sống. Đây là tín hiệu tích cực bởi dự án chưa triển khai nhưng công tác giải phóng mặt bằng đã đi trước một bước. Điều này khác với những năm trước, nhiều dự án vừa triển khai vừa chờ mặt bằng dẫn đến kéo dài thời gian, đội vốn. Tại nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, những ngày qua nhà thầu đang tất bật công việc tại nhánh hầm HC2. Hầm đã thông từ bên này sang bên kia, đang hoàn thiện để đưa vào khai thác cuối tháng 8 tới. Trước đó, dự án này từng bị đứng hình 2 năm vì vướng mặt bằng, hệ thống hạ tầng ống nước không di rời được. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu có mặt bằng, ban sẽ phối hợp với nhà thầu để thi công vài tháng là xong, điển hình như các cầu Nam Lý, Rạch Đĩa, Phước Long. Sau khi được bàn giao, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị để thi công và có thể hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Phúc nhớ lại, thời điểm ban giao thông thành lập năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 50 dự án thuộc dạng tồn đọng kéo dài do vướng mặt bằng. Trong số này, có những dự án đã kéo dài 5 đến 10 năm, thậm chí 20 năm như cầu Long Kiểu, Phước Lộc, Nam Lý. Sau nhiều nỗ lực, đến nay đã có 40 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang tăng tốc thi công để hoàn thành cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Kể về việc phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng, ông Lương Minh Phúc cho rằng chủ đầu tư phải song hành cùng địa phương mới có thể giải phóng mặt bằng nhanh. Các thông tin được cập nhật hàng ngày, hôm nay tháo dỡ được nhà này, đang hỗ trợ bà con ở nhà kia, huy động nhà thầu chở đồ cho bà con qua chỗ ở mới, hỗ trợ bà con khó khăn. Thậm chí, nhiều quận huyện lập tổ tư vấn thiết kế, tặng bản vẽ thiết kế nhà mới, miễn phí lệ phí cấp lại sổ đỏ cho người dân. Tất cả những việc đó đã thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhanh hơn. Khi có dự án, ban huy động nhà thầu vào cuộc nhanh, thần tốc, thi công để hoàn thành trong thời gian sớm nhất là từ 6 đến 8 tháng, ông Phúc nói. Dồn sức giải ngân 37.000 tỷ đồng vốn giao thông. Trung tuần tháng 7 năm 2024, tranh thủ khoảng thời gian thời tiết thuận lợi, gần 1.700 kỹ sư, công nhân, 700 thiết bị các loại trên đại công trường dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Vạn Ninh, Cam Lộ vẫn miệt mài từ sáng sớm đến tối muộn để nỗ lực thi công rút ngắn tiến độ 3 tháng. Ông Nguyễn Vũ Quý, giám đốc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết,
Với 70 mũi thi công đang được tổ chức triển khai, sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 46% giá trị hợp đồng. Sản lượng giải ngân hàng tháng trung bình đạt khoảng 230 tỷ đồng trên một tháng, gấp 1,4 lần so với kế hoạch. Dự kiến, đến hết năm 2024, dự án sẽ giải ngân khoảng 2.375 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch vốn đăng ký. Sản lượng thi công toàn dự án sẽ đạt khoảng từ 65-70% giá trị hợp đồng. Một năm rưỡi kể từ ngày khởi công, dự án cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau gồm hai dự án thành phần Hậu Giang-Cần Thơ và Cần Thơ-Cà Mau vẫn chưa thể cởi bỏ nút thắt nguồn vật liệu đắp nền đường. Đến nay, khối lượng cát đưa về công trường hai dự án đạt khoảng 5.660.000 mét khối, đáp ứng gần 79% nhu cầu. Công suất khai thác thực tế chỉ đạt khoảng 22.000 mét khối trên một ngày, trong khi nhu cầu là 57.000 mét khối trên một ngày. Theo ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, để đảm bảo tiến độ giải ngân, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu rốt ráo huy động thêm nhân lực, thiết bị để tăng tốc các hạng mục. Với loạt giải pháp linh hoạt, hiện sản lượng thi công dự án là 6.432 tỷ đồng, đạt hơn 34% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch năm 2024, dự án phải giải ngân gần 5.000 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân đạt 2.416 tỷ đồng, đạt khoảng 48% kế hoạch. Ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến hết tháng 6 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 25.500 tỷ đồng, đạt khoảng 40,7% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Xét theo nhóm các dự án, nhóm dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 đang đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt khoảng 50% kế hoạch năm. Nhóm các dự án ODA có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của Bộ Giao thông Vận tải, đạt 30%. Một số chủ đầu tư giải ngân tốt như Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án Hàng Hải, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Thăng Long. Các chủ đầu tư khác giải ngân thấp hơn mức trung bình của Bộ, đạt khoảng 22%. Nhận diện thách thức trong công tác giải ngân còn lại, theo lãnh đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư, dù các địa phương đã quyết liệt vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, song tại nhiều nơi, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm hơn rất nhiều so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhu cầu nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án rất lớn. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn đến năm 2025, các dự án cao tốc cần khoảng 54 triệu mét khối cát, chủ yếu tập trung trong các năm 2023 và năm 2024. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các địa phương, đến nay, nguồn cung cấp vật liệu cát cho các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, công suất khai thác tại các mỏ đã được cấp chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Theo đại diện Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, tại dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7 năm 2024, công tác di rời đường điện cao thế vẫn còn chậm, đặc biệt là ở một số địa phương như Hà Tĩnh còn 13 trên 15 vị trí, Quảng Trị còn 2 trên 3 vị trí, Phú Yên còn 66 trên 82 vị trí, Khánh Hòa còn 19 trên 20 vị trí, Hậu Giang còn 6 trên 7 vị trí. Vướng mắc mặt bằng cũng đang là nguyên nhân cản tiến độ thi công hàng loạt các dự án khác có thời gian hoàn thành trong năm 2024 như dự án quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, dự án quốc lộ 12A Quảng Bình, dự án quốc lộ 4B đoạn km 18, km 80 tỉnh Lạng Sơn, dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Một trong những giải pháp ưu tiên trước mắt là chủ đầu tư và nhà thầu cần rốt ráo hơn nữa trong phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Khơi thông được mặt bằng song song với tháo gỡ vật liệu, dự án mới có thể tăng tốc, tạo cơ sở giải ngân, đại diện Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng chia sẻ. Về phía cơ quan tham mưu, lãnh đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết, nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao cho năm 2024, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và cam kết chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ. Công tác theo dõi, giám sát tiến độ giải ngân hàng tháng, kịp thời điều hòa, điều chỉnh vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh hơn. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kết quả giải ngân cũng được Bộ Giao thông Vận tải quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư nói.